Rồi, ok. Vậy là tem mình đủ đồ hết rồi đúng không? Bây giờ tao ra cái ý kiến là chúng ta chuyển trạng thái từ phòng ngự sang tấn công nha. Tao, mày, thằng kia lên xe đi săn hổ báo luôn. Ok, vậy tao cũng đi săn luôn đúng không? Mày hả? Mày ngồi đây ôm máu núp gánh tem. Gánh nắp gánh tem mày ơi. Để tao gánh tem. Gánh tem.